Bộ trưởng Y tế Đức cho biết, ông nghĩ rằng đất nước đã vượt qua thời kỳ đỉnh điểm các trường hợp mắc mới COVID-19 hàng ngày liên quan đến biến thể Omicron. Ông nhấn mạnh các biện pháp của chính phủ nhằm hạn chế số ca lây nhiễm đã có hiệu quả, nhưng ông cảnh báo không nên quá vội vàng nới lỏng các quy định hạn chế, bởi có tới 12% người trên 60 tuổi ở Đức vẫn chưa được tiêm chủng.